Ra sau. Đừng hỏi nó cháy thêm. Quay chưa Vinh? Đang quay. Má ơi, không lại cái nào thất bại sao? Không được. Trời ơi, như tới đầu ngõ kìa, phải á, ra nhìn Vinh ơi. Má ơi, không thể nào thất bại được, một cây. Trời ơi, thất bại hả? Không thấy nó đâu mà tao mới đốt rồi là sao? Ơi, khỏi khỏi cái này mày đi xuống. Nó đâu, ấy vô đây lại sáng à. Rồi, thất bại. Thất bại thiệt, không thấy ai hết. Ai quay video này tụi mình đẹp được rồi. Happy birthday to me. Ai đâu, có ai rồi. Trời ơi, thất bại rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vậy mà nói tới liền. Nãy mình biết mình đốt cây trước thôi. Trời ơi, tại sao mình lại làm như cái trò như vậy? Vinh chưa nói là đốt mà. Trời ơi. Trời ơi. Nó nói tới rồi, tới rồi. Nó kêu là chuẩn bị đi, chuẩn bị thôi. Thôi quay lại cho nó coi đi. Trời ơi, sung sướng quá. Trời, nóng đến đó. Còn cái cây của bạn xíu nữa. Đúng rồi, còn cây duy nhất. Thất bại luôn. Rồi. Rồi xong rồi, rút ra hết đi. Thằng nào nó canh giờ hay vậy?